Hải Dương tình đỉnh Nam Sách Thiện Đồng Lạc Xã Quang.
đình thung tay ra, vợ con khổ đồ vong nghi hồn ra ơi vạn văn nghi đọc đọc ra liền là sinh mẫu tất thù sinh hưởng thọ lục tập nhất nhất tuế đại hạn năng thời sơ nhiên sơ nhị nguyệt liền bát nhật mão thời bỏ phần mai các trang thôn văn đình giả đông nam nguyện những năm sách sách tình ngày dương xứ trung nguyên chính nghi hồn là thank you.
Bà ơi, bà nhà thần tình mang từ tài cố tâm mà có bài thầy thơ.
Cho nên yêu chủ hôm nay
lập đàn nhân cũng nghĩa thiền tăng độ ôi trì coi nhân sinh con người ta sau 14 năm sinh tử ra gì giác tu giải thoát hồn về mười khôn ơi cuộc đời người thế là đã phê ở ngàn dâu mặt trời cõi trần gian thế là nào tiếc thương chi ở đời sinh ký tử quy dương gian mạn khổ tây phương nay về hơi vong hồn phàm vân độc hơi bước đường đời bao bể khổ gian chân bươn ba sự nghiệp điểm ân cần cơm ăn mấy lần nghỉ nói toán khi vươn ba vượt trải vất vả cũng vì gia đình vợ con mong giàu mong con mm-hmm.
đắm nhiều chim mà. Ngày hôm nay nhờ các thầy về đây lập lập đàn Phật lại thương vong lên cũng liên miên giọt lệ nhiều hơn là nước ở biển khơi. Động lòng Phật bằng xót thương người trần gian vất vả giàu có, dẫu là nghèo hay khó như nhau, cùng mà hôm nay gia đình cháu con họ bạn cùng các già na tin não lấy Phật làm đầu, cháu con được hưởng phúc lộc về sau. Cùng một thời vợ con cùng già na tin lão hôm nay một lòng niệm Phật tụng kinh cầu cho vong hồn và văn lộc sớm được siêu sinh về miền cực lạc, vong hồn được siêu sinh đầy đồ cầu cho vong hồn hôm nay. Chúng ta lại vào tiếp phần kinh trình hội đồng thần thánh vào buổi sáng hôm nay.